Xin chào tất cả các bạn. Chị là Thảo, đại diện của trường đại học Adelaide, nằm trong top 8 trường đại học hàng đầu của nước Úc. Trường đại học Adelaide của mình cũng là trường đại học nằm trong top 88 đại học trên thế giới hiện nay theo bảng xếp hạng của THE Ranking năm 2022. Đây là ngôi trường là cái nôi của các chương trình về kinh doanh của nước Úc cũng như là các chương trình về khoa học tự nhiên. Top 5 chương trình học có nhiều sinh viên theo học nhất tại trường đại học Adelaide hiện nay có thể kể đến các chương trình về kinh doanh, thương mại, các chương trình thuộc nhóm ngành về khoa học máy tính, công nghệ thông tin, về khoa học công nghệ y sinh và các chương trình thuộc về bậc thạc sĩ, đặc biệt là trong đó có thạc sĩ về khoa học dữ liệu và thạc sĩ về quản trị kinh doanh. Trường Đại học Adelaide của mình là ngôi trường đã chào đón hàng trăm sinh viên Việt Nam trong những năm gần đây theo học do những lợi ích thuộc về việc tiết kiệm chi phí sinh hoạt phí cùng với ngôi trường có chất lượng hàng đầu trong top 100 trên thế giới và đặc biệt là những cơ hội các bạn có thể tìm thấy việc làm khi các bạn học xong tại trường mình. Hiện nay năm 2023, trường Đại học Adelaide đang cung cấp nhiều suất học bổng để hỗ trợ sinh viên có nguyện vọng theo học tại những ngôi trường top đầu như Đại học Adelaide có giá trị từ 15, 25% cho đến 30 hoặc 50% học phí toàn bộ thời gian học tại trường. Để biết thêm chi tiết, mời các bạn theo dõi chương trình hội thảo của công ty du học Đức Anh được tổ chức và trường Đại học Adelaide sẽ là một trong các trường đại học tham gia vào trong hội thảo đó. Hy vọng gặp lại các bạn tại hội thảo của Đức Anh. Xin chào và hẹn gặp lại.